Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến một ngày mới, ngày 21 tháng 12. Clip tiếp theo của Đậu 98 Gaming. Thì sáng nay mình đã làm clip tặng code cho mọi gửi code cho mọi người rồi. Nhưng do vì cái clip sáng nay nó không có thông báo cho nên là ít người biết cái mã code mới quá mà mọi người vẫn comment hỏi. Thì mình làm lại clip này thì tiện mình sẽ nhập lại cái code lúc sáng luôn. Cái clip lúc này mình đăng chắc là có thông báo rồi. Thì tiện thông báo cho mọi anh em nào chưa nhập code thì nhập luôn cái code ngày hôm nay. Thì nhà phát hành đã ra những cái cốt áo rồi, áo này, quần rồi, mũ rồi, mặt rồi, nhưng mà thiếu đôi giày. Thì ngày hôm qua nhà phát hành, hôm qua mình đăng cái clip hơi muộn nên là không muốn làm cái cốt này nữa, thì hôm nay mình đăng, nhà phát hành ra nốt cái cốt đó là cốt đôi giày. À, chắc là cũng có nhiều anh em biết rồi, anh em nào chưa biết thì nhập thôi ha. Thì mình hôm nay mình nhập nốt cái cốt đôi giày cho mọi người để nhận xem thế nào ha. Còn những cái cốt trước thì chắc là mọi người nào mà chưa, còn 6 cái cốt trước anh em nào mà chưa biết thì nhập mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người nhập ha, hoặc là mọi người có thể kích lại vào những clip cũ của Đậu là sẽ thấy clip cũ, là sẽ thấy cốt nha. Còn bây giờ mình sẽ nhập cái cốt trước đã nhé. Ok, cái cốt ngày hôm nay là kíp này 21 này, anh em nào có thể nhập theo nhé. H này 20 này, DE đấy, cốt là kíp 21H20DE đó. Nick này mình nhập rồi. Mình nhập nick này mình nhập rồi cho nên là nó không hiện đây nữa. Để mình thử lên cái bên trên này anh. À, chắc chắn là được nha anh em nhé. Một đôi giày anh em ạ. À, vì sáng mình có nhập rồi. Đây, thứ sáu lên nhập đây. Đây đôi giày này. Anh em nói anh em nhập là anh em sẽ được một đôi giày này anh em mọi người nhé. Đó đây này. Đôi giày đen này này. Đấy, mã chuẩn đấy anh em nhé. Để mình để tiếng Anh chứ nếu dịch ra tiếng Việt thì nó sẽ hiện là mã code này đã được sử dụng rồi. Đấy, nếu đấy là tiếng Anh nó ghi như vậy, còn tiếng Việt là mã code này được sử dụng rồi. Đó. Đã qua sử dụng ấy đấy, tức là mình đã nhập cái code đấy rồi. Anh em nhập theo code đấy là được đôi giày đây này, đây. Đây là một cây chuẩn của nó này. Đó, đây là một cây chuẩn của cái mã code đây ha. Đấy, nhà phát hành đợt này Noel này ra hẳn một cây luôn ạ. Ôi giờ cái code đấy mới tài. Ok, là không sao, bộ này dù mình anh em mình không có mặc đến thì anh em có thể tái chế là lấy điểm may mắn, anh em mở kim cương cũng được, không có gì cả. Còn bây giờ mình sẽ vào phần tặng quà ha. Một bạn này xin pháo pháo hoa. Xin pháo hoa. Ok, tặng bạn pháo hoa nha. Tặng cho bạn 3 quả đi. Hôm nay ít bạn xin nên là thôi tặng cho các bạn nhiều nhiều đi. À, mỗi ngày mình đều ra clip tặng quà cho mọi người, tặng cánh cho mọi người. Nếu bạn nào muốn nhận cánh thì các bạn nhớ comment tên nhân vật đúng của mình và phần quà muốn nhận ở bên dưới. Nếu các bạn muốn nhận tất và nhận pháo hoa thì mình sẽ tặng luôn được. Còn những bạn nào muốn nhận cánh thì bắt buộc phải comment, bắt buộc phải tham gia vào vòng quay random. Quay random chúng bạn nào cũng được, bởi vì cánh nó quá nhiều kim cương, mình không thể cày được nhiều. Cho nên mọi người thông cảm ha. Nên là anh em nào muốn nhận thì bắt buộc phải tham gia vòng quay random nhé, comment tên nhân vật dưới. Còn nhận tất với nhận pháo thì mình tặng được luôn. Bởi vì mình không thể cày làm nào mà ngày cày được mấy chục cái cánh tặng anh em được. Nên là một ngày mình chỉ tặng được một hai cái là nhiều lắm rồi. Chả kênh nào ngày tặng một hai cánh, ngày tặng hai cánh, mình hôm tặng ba cánh. Mà tặng liền tù tì ngày nào cũng tặng. Không phải ít gì đâu anh em. Pháo à. Bà này xin 4 quả pháo. Được, tặng luôn được 4 quả pháo.
Cho hẳn 4 quả pháo luôn. Nhà giàu mà. Nay ít cái bạn xin nên là anh tặng 4 quả pháo được. Toàn số các bạn là xin cánh thôi, còn pháo phun là các bạn xin ít lắm. Nên là thôi tặng, còn dư tiền thì cứ tặng thôi. Cũng giữ làm gì đâu, giữ là làm gì. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua phần quay cánh nha. Cánh này tặng quà cho mọi người nha. Đây, đây là cái vòng quay gian đum. Mình sẽ check cái số comment hôm qua ở trên clip nha. Anh em nhìn thấy góc bên phải trên trên đầu mình này, đấy, nó cái số nó chạy đây là số comment của ngày hôm qua đấy. 228 comment. Bây giờ mình sẽ gian đum xem bạn nào nhận muốn nhận quà ha. Hê Lê Minh, xe ông già Noel. Đấy, bạn này quay trúng nhưng mà bạn này đòi xe ông già Noel thì thôi. Mình chịu xe Noel thì mình không không đủ điều kiện để tặng. Cho nên là chờ các bạn khác nha. Mày chỉ tặng được trong năng lực của mình thôi. Chúc anh một ngày vui vẻ. Bạn này không comment nhận quà gì cả. Hên nhỉ, trải qua hai bạn rồi đấy. Chúc anh Đậu nhiều sức khỏe. Tên là G12O, cánh thiên thần. À, em cảm ơn. Lê Thị Chanh, cánh thiên thần. Ui, ơi. Không biết ai, người yêu hay là ai cứ chửi thầm mình. Nhớ nhung thầm mình mà hát xì hơi liên tọt cái ta. Rồi ok. Ok bạn đây rồi. Bạn này xin cánh thiên thần nha. À theo đúng quy trình thì chọn bạn ấy cho một phiếu cực kỳ đẹp chứ đúng không? Chúc mừng em là người may mắn trúng thưởng ngày 22 à 21 tháng 12. Ok. Em Giáng sinh vui vẻ. Đậu 98 gaming. Ok. Ok luôn ha. Rồi. Nhận quà thành công. Rồi, giờ đến tiếp theo. Vậy nick này là tặng xong rồi, mình qua nick tiếp theo tặng ha. Đây. Đây. Đang bấm điện thoại cái gì ta? Rồi. Lại tặng quà ấy trước nha. Bạn này xin tất này. Phan Anh Phong Cận. Ok. Tặng cho hẳn mấy cái nó phấn khởi. Nãy ít bạn xin cho nên là cho được. Bạn này cũng xin tất này. Bấm một cho nhanh. Tặng như này là bạn đã biết là anh tặng rồi. Đấy, tặng cho này mà trang trí tha hồ ha. Đó, ok. Bây giờ là đến phần quay cánh tiếp. Quay cánh thứ hai, hôm nay quay nhanh nhá, quay sang quay. Hôm nay tặng quà nhanh để sang quay cánh nhanh cho mọi người đỡ hồi hộp nữa, chứ chờ đợi nhá. Ok. Và bạn đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ quay đến bạn thứ hai xem bạn thứ hai may mắn hôm nay được nhận cánh là bạn nào đây nhá. Mong anh tặng quà cho em là cánh rơi. Fuyao. Fuyao, fuyao. Fuyao.
Đây để anh tìm coi ha. Không tìm thấy tên. Trời ơi, không tìm thấy tên anh em ơi. Ta quay bạn khác nha. Bạn này không tìm thấy tên rồi. Nhiều cười cười may mắn lắm này. Anh ơi tặng quà em đi, em like sắp cho anh rồi mà không tặng em lâu rồi, anh chưa tặng. Khánh bưng chín xinh, cánh thiên thần, em vay lâu rồi. Khánh bưng chín xinh à? 9x à? Ok. Cánh thiên thần đúng không? Em này muốn nhận cánh thiên thần đúng không? Ok. Đây, bạn tên nhân vật ở đây. Đây nha, Khánh bưng chín xinh, em nhìn kỹ nha. Ok em. Quên, anh phải cho em cái tấm thảm cheat mode chứ đúng không? Ok nha. Rồi vậy là mình trao quà xong ngày hôm nay. Clip tặng quà ngày hôm nay anh Đậu cũng xin dừng ở tại đây nha. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ nha. Ok, chúc mọi người nhận được phần quà hấp dẫn. Nếu mà tối nay anh Đậu, mọi người đừng quên là tối nay anh Đậu lên like, để anh Đậu lên like nhá. Hãy chờ bấm chuông thông báo chờ anh Đậu nhá. Tối nay like là mọi người có thông báo nhá. Ok mọi người, bye bye.